Ba hả? Chạy đi. Mau đem ba lê đi trước đi. Được. Ba, ba cầm cái này đi. Được. Nè. Ông chủ Đỗ, La Hàn Viễn bây giờ đã bị thương, không thể thoát được sự kiểm tra gay gắt của đội điều tra. Tốt nhất ông nên nói sự thật với tôi. Ở trong vali đang đựng cái gì? Nếu không tính mạng của mấy người không được bảo đảm đâu. Ở trong đó là mấy hợp đồng quan trọng, tôi cần phải sắp xếp để giải quyết gấp của thực nghiệp Đỗ Thị thôi. Nếu như ông cố tình giấu gì đó, hoặc ở trong vali có đựng những thứ chẳng hạn như là hàng cấm, mà rơi vào tay của đội điều tra thời chiến, thì nó sẽ là bùa đòi mạng của từng người ở trong Đỗ gia đó. Chuyện nhà của Đỗ gia, Đỗ mổ biết xử lý, không cần người ngoài bận tâm đâu. Tốt thôi, tôi cũng không ngại nói thẳng với ông. Cho dù Đỗ gia có giấu hàng cấm hay là không, nhưng vì chuộc tội, tôi cũng sẽ bất chấp tính mạng để bảo vệ an toàn cho mấy người. Chắc chắn sẽ không để cho Đỗ gia xảy ra chuyện gì. Đỗ tiên sinh, tôi nhắc nhở ông, muốn người khác không biết thì mình đừng có làm. Hôm nay tôi thả ông đi, nhưng nếu có người điều tra ra được ở trong vali đó đựng gì, thì tất cả kẻ thù của Đỗ gia đều sẽ lần lượt kéo tới, khiến cho cả nhà của ông tan đàn xẻ nghé. Tôi dám ở đây khẳng định với cậu, gia đình đối với tôi là quan trọng nhất. Để bảo vệ an toàn cho người nhà, Đỗ Thụy Đạt tôi sẽ bất chấp tất cả. Nói, ai sai mấy người tới? Ông đã nhìn thấy chưa? Trên người tên này là loại thuốc độc đông doanh mới nhất thị trường. Hắn ta không phải người của tổ chức tầm thường. Đỗ gia mấy người đã gây ra chuyện lớn rồi đó. Tôi nhắc ông thêm một lần nữa, nói tất cả mọi người trong nhà của ông tốt nhất cẩn thận một chút cho tôi, đừng gây thêm nhiều phiền phức nữa. Trong lòng ông hiểu rất rõ, chuyện tôi đang nói mấy người không gánh nổi đâu. Tướng quân, mấy ngày nay ngài không ăn uống đàng hoàng gì hết. Đây là món mà ngài thích nhất nè, giờ còn nóng ngạn đi. Thuốc men thương binh còn chưa tới. Chiến sĩ ở phía Tây, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa để cầm cự. Sao tôi có thể ăn ngon chứ? Mau truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, toàn quân trên dưới, cơm nước tất cả đều như nhau. Tướng quân, tôi nghĩ ngài cũng không nên lo lắng quá nhiều. Chỉ cần chúng ta trên dưới đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nắm chắc phần thắng. Thắng? Nói thì dễ lắm. Ý trời sắp đặt. Nếu là chiến tranh thế lực không nhìn rõ, muốn đoán cũng không đoán ra. Mờ ảo y như sương mù. Báo cáo tướng quân, có người xin gặp. Họ nói là bên môi giới ngân hàng Pháp. Tướng quân,
Hình như người Pháp đã đồng ý chuyện thương lượng dây tiền của chúng ta rồi. Đưa người đó vào. Dạ. Đây là hợp đồng bí mật của ngân hàng Pháp. Mời tướng quân xem qua. Mấy người cần phải chấm dứt ủng hộ cho kẻ thù của tôi. Đây là điều kiện đầu tiên để thương lượng tiếp. À, đó là đương nhiên. Đồng ý nhanh gọn vậy sao? Ngài là vua của Thượng Hải, chỉ cần ngài đồng ý điều kiện của chúng tôi cần gì phải tìm kiếm xa xôi để hợp tác với họ chứ. Ai kêu anh tới đây? Nước Pháp, ngân hàng nước Pháp. Ở Thượng Hải, sát thủ của người Pháp là đám Bạch Nga lưu vong. Chỉ có đám người Nhật mới sử dụng viên thuốc này để tự sát. Nói, người Nhật sai anh tới đây để làm gì? Anh sẽ không biết đâu. Tất cả người ở trong lều này cũng sẽ không thể biết được. Phương Đông, bảo vệ tướng quân. Tướng quân cẩn thận. Đình Sâm. Tướng quân, Đình Sâm. Đình Sâm, Đình Sâm, sao rồi? Tướng quân, người Nhật có âm mưu. Người đâu? Người đâu? Mau, đưa tới bệnh viện nhanh lên. Dạ, dạ. Tướng quân, ngài đứng dậy, đứng dậy. Ngài sao rồi? Là kẻ nào? Kẻ nào dám? Tướng quân. Đi triệu tập binh sĩ, lui quân một cây số, cố thủ cho tôi, để đội cảnh vệ đi chung với tôi. Lần này về Thượng Hải, tôi phải tìm bọn Nhật tính sổ món nợ này. Dạ rõ. Lão gia, lâu lắm rồi ông mới về nhà. Cứ yên tâm tịnh dưỡng đi, đừng có lo lắng gì hết. Không phải tục ngữ có câu xe tới trước núi ắt có đường sao? Tôi cũng hy vọng như vậy. Lão gia, mấy chuyện ở bên ngoài chúng ta không thể can thiệp, còn chuyện trong nhà thì vẫn cần có lão gia làm chủ. Sáng nay Lê Thiệu Phong đã tới nhà mình để cầu hôn, giờ ông tính sao đây? Nếu người đó còn tới đây lần nữa thì bà cứ việc nói, tôi còn có việc ở bên ngoài chưa có về. Lão gia, nhã quan nó cứ trông ông về mãi, chấp nhận chuyện của Lê Thiệu Phong. Nhã quan của chúng ta đã khổ nhiều quá rồi, là chúng ta có lỗi với nó. Nếu trong lòng của nó đã có người thì ông cứ chịu theo nó đi. Tôi cũng thấy Lê Thiệu Phong không phải người nghèo khổ xấu xa. Ông đồng ý đi nha. Nếu nói về xuất thân, cậu ta là em trai của Tuyết Trúc, rất môn đăng hộ đối với nhã quan. Nhưng mà con người của hắn lại âm mưu tính toán. Đàn ông không có tính đó cũng khó làm nên sự nghiệp. Lão gia, dạo này nhã quan nó làm tôi nhức đầu lắm rồi. Nếu như Lê Thiệu Phong chịu cưới hỏi đàng hoàng, vậy thì chúng ta cứ đưa một phần hồi môn giá trị tác thành hôn sự này đi. Ông thấy sao hả? Tôi muốn thử nghe ý kiến của các con. Thưa cha, mẹ lớn, thưa mẹ. À, Tuyết Trúc à, ta muốn nghe thử chuyện em con Lê Thiệu Phong muốn cưới nhã quan nhà chúng ta
Trong lòng con nghĩ sao? Không phải là con tự khen em trai mình đâu. Nếu nói về Thiệu Phong nhà con thì ít gì, nó cũng là một thiên tài âm nhạc khó ai sánh bằng. Nhã Quang, nếu như gả cho em trai của con, đây chính là sự lựa chọn hợp lý, đẹp đôi nhất trên đời. Dục Quyến à, còn con, quan điểm của con thế nào? Thưa cha, con cảm thấy mục đích của Lê Thiệu Phong rất là đáng nghi. Cô nói như vậy là có ý gì? Dục Quyến, con không muốn Nhã Quang lấy được người tốt, cho nên lúc nào cũng cấm cản đó. Bây giờ còn bàn ra nữa đúng hay không? Dạ không phải đâu. Trong lòng con rất hy vọng Nhã Quang lấy chồng có thể sống thật hạnh phúc. Nếu như Lê Thiệu Phong là vì môn đăng hộ đối tới cầu hôn thì cũng coi như anh ta thực tế. Nhưng mà bây giờ anh ta lại nói cả hai đều thực sự yêu nhau. Hai người họ về tính cách hay thực lực đều chênh lệch nhau. Cho nên anh ta thực sự rất mờ ám. Tình cảm Nhã Quang càng lún càng sâu. Sau này cưới rồi sẽ rất đau khổ. Đồng Dục Quyển, câu nói của cô là có ý gì hả? Hả? Ý của cô không phải nói Nhã Quang và chúng tôi không xứng với hắn hay sao? Cô nói gì vậy? Dục Quyển là có ý tốt thôi. Đúng là không biết tốt xấu mà. Dục Quyển, không cần phải quan tâm tới họ nữa. Được rồi, được rồi, được rồi. Phụ nữ ở trong căn nhà này chỉ có Dục Quyển là người sáng suốt nhất thôi. Con bé nói đúng rồi đó. Tôi quyết định rồi. Nhã Quang không thể gả cho Lê Thiệu Phong. Lão gia, hay là ông suy nghĩ thêm một chút nữa đi. Nhã Quang nó thực sự rất thích Lê Thiệu Phong đó. Tôi vẫn cảm thấy nếu để Nhã Quang lấy Thiệu Phong thì cả đời nó phải nhìn sắc mặt người khác. Trời ơi. Được rồi, đừng có nói chuyện này nữa. Mau kêu Duẩn Đường với lại Duẩn Quy tới thư phòng của tôi đi. Dạ, lão gia. Dục Quyến à, con cũng vào đợi ta ở thư phòng đi, rồi nói chuyện luôn. Dạ. Lão gia. Hình như ông đang có chuyện gì giấu tôi thì phải. Lão gia, sức khỏe của bà không tốt. Bắt đầu từ bây giờ, bà đừng có lo lắng mấy chuyện lặt vặt trong nhà nữa. Cứ yên tâm đi, hả? Đừng có chuyện gì cũng ôm hết vào người. Nghỉ ngơi đi, hả? Được rồi. Bên ngoài tình hình căng thẳng, bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để bảo vệ Đỗ gia chúng ta. Tôi chỉ sợ là mình lực bất tòng tâm thôi. Lão gia. Chắc là Hàn Viễn thật sự xảy ra chuyện rồi. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy rời Thượng Hải có đem theo một vật rất quan trọng. Cha tưởng cậu ấy đã trốn khỏi sự truy sát, vậy mà tới tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa gọi điện cho cha. Mấy ngày nay đội điều tra của Thẩm Chi Bái lục soát bắt người khắp nơi. Có khi La Hàn Viễn đã bị bọn họ bắt rồi. Ê cha, không sao đâu. Chuyện này giao cho con. Con quen biết nhiều người lắm. Chỉ cần gọi mấy cuộc hoặc bỏ ra chút tiền là đưa được cậu ta ra ngoài. Vấn đề quan trọng là đồ mà anh ta đem theo là loại đồ gì? Có phải đồ cấm hay không? Nó có liên quan tới tài khoản đặc biệt Tịnh Thủy Lưu Thâm. Tịnh Thủy Lưu Thâm có phải là liên quan tới chính trị không? Vậy là bị chém đầu đó cha. Trước khi Thẩm Chi Bái phát hiện ra, chúng ta phải cố gắng hết sức để cứu Hàn Viễn ra ngoài. Cha, chuyện của Tổng Giám Đốc La có phải Thẩm Chi Bái truy sát hay không? Con nghĩ trước mắt không thể cứu anh ấy ra đâu. Tại sao không? Đỗ gia cây cao gió lớn, manh động sẽ khiến người khác nắm được sơ hở. Bây giờ phải án binh bất động. Nói cũng đúng, nhưng người cứu chúng ta hôm đó là Chu Đình Sâm. Duẩn Đường à, con nghĩ tại sao mấy sát thủ lại tới đây chứ? Cha, cha có đáp án rồi phải không? Nếu như thật sự là bọn chúng,
vậy đúng là kẻ thù khó đối phó nhất. Mọi người đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu gì hết trơn? Được rồi, chuyện hôm nay chỉ nói tới đây thôi. Dương Đường con ở lại đi, Dương Quy, Dục Quyến hai đứa ra ngoài trước. Cha à, con cũng là con trai cha mà, có chuyện gì mà con không thể nghe? Sao cha lại chỉ cho một mình Dũng Đường ở lại chứ? Dũng Quy à, con có thể nghe lời cha một chút được hay không? Con đương nhiên là nghe lời cha, nhưng mà con năn nỉ cha, đừng có qua lại với Tôn Trung Sơn nữa. Đó là loạn đảng, sẽ hại chết Đỗ gia đó. Im miệng. Nếu con không muốn thấy ngài Đỗ gia xảy ra chuyện thì tất cả những gì con nghe được hôm nay không thể lọt ra ngoài được. Con nghe rõ chưa? Con biết rồi. Cha, vậy bây giờ con đi trước nha. Dũng Đường à, Dục Quyển, em không muốn biết tình hình của Chu Đình Sâm sao? Vậy thì hỏi đi, sao cứ giả bộ tủi thân cam chịu không thèm hỏi người khác vậy? Không giống em chút nào hết. Không giống sao? Vậy chứ anh cảm thấy em nên làm gì thì mới giống đi. Không phải em lúc trước muốn nói là nói, muốn gặp là gặp sao? Câu cửa miệng mà em hay nói nhất là không bao giờ thẹn với lòng, hoàn toàn trong sạch sao? Hỏi hay không hỏi thì có giúp được gì cho sự an nguy của anh ấy đâu. Cuối cùng thì em đã hiểu ra được, lo lắng cho một người không nhất thiết là phải nói ra, mà cũng không nhất thiết là phải gặp người đó. Nhưng mà cuối cùng em vẫn nói ra đó thôi. Em lo như vậy bởi vì đó là tình đầu của em. Dù em có nói hay không, hay là có gặp hay không, thì trong lòng của em vẫn có hình bóng của anh ta. Không phải anh cũng vậy sao? Trong lòng của anh luôn có hình bóng của Thanh Bình mà. Bởi vì anh mới cầm lòng không đặng. Em đã hiểu rồi, đáng lý ra em phải rời xa anh. Không cần biết như thế nào, em có thể trách anh, cũng có thể lộn lộn ghen tuông tức giận với anh cũng được. Nhưng mà không được rời xa anh. Trước đây không được rời xa anh, bây giờ cũng không, sau này thì càng không. Em có hiểu không? Dũng Đường, anh có thể trưởng thành hơn một chút không? Không lẽ anh vẫn không hiểu giữa chúng ta đã không còn giống như trước kia nữa sao? Em bị sao vậy? À, ngồi xuống đây đi. Anh đang làm gì vậy? Anh muốn nói chuyện với cục cưng. Nó không nghe thấy đâu. Cha con liền tâm, chuyện này em không có hiểu đâu. Cục cưng thông minh hơn em nhiều. Cục cưng, con có biết không, cho dù có chuyện gì, cha cũng sẽ không để cho con với mẹ của con đi đâu. Cha sẽ làm cho hai mẹ con thật hạnh phúc. Cuộc đời của cha chỉ cần hai mẹ con thôi. Cục cưng còn chưa ra đời mà cha của nó đã lừa gạt nó rồi. Anh đang nói thật mà. Cục cưng, cha thật sự không có lừa con đâu. Cha là một người cha biết giữ lời hứa mà.
Nếu như mẹ con vẫn chưa tin tưởng cha thì cũng cần làm chứng cho cha nha. Có được không? Hả? Trời ơi, em sao vậy? Trời ơi, nó động đậy thiệt nè. Dục Nguyễn à, lần này em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Em tính làm gì vậy Tuyết Mai? Anh đang làm cái gì? Ngồi đây nhàn hạ vẽ trăng vẽ sao mơ mộng? Tính lừa mấy cô gái sao? Em nghe mấy lời bịa đặt đó ở đâu vậy? Đó là mấy lời bịa đặt, hay là chuyện chung thân đại sự của anh chứ? Anh đã nói anh không thích Đỗ Nhã Quang mà. Em nghe anh giải thích đã. Lời mà anh nói, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả đây? Em tin anh thì đó là sự thật, còn em không tin là giả thôi. Thật hay giả đều do em quyết định. Tại sao cứ bắt tôi phải tin tưởng anh vậy? Tôi không thể yêu cầu anh nói thật một lần với tôi hay sao? Em nói nhỏ một chút có được không? Em muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này sao? Lúc mà anh đi theo đuổi Đỗ Nhã Quang, sao lúc đó anh không sợ mọi người biết đi? Anh chỉ giấu mỗi mình tôi có phải không? Đây là cái gì? Đưa cho anh. Đưa đi. Anh bỏ ra. Em điên rồi. Sao em lại ngang ngược như vậy hả? Em làm sao vậy Tuyết Mai? Tôi tại sao lại ngang ngược vậy hả? Bởi vì tôi có thai rồi. Mau bỏ đứa bé đi. Không, thà là tôi chết chứ tôi sẽ không bao giờ bỏ con của chúng ta đâu. Tuyết Mai, em bình tĩnh lại đi. Chuyện này mà để Thẩm Chi Bái biết được thì không chỉ tính mạng của chúng ta, mà tới cả con của mình chắc chắn cũng sẽ bị ông ta giết chết. Nếu mà như vậy thì thà là... Thiệu Phong, đưa tay đây. Đây là con của anh và em đó. Nó là điều quý giá nhất của em ở trên đời này. Em không thể nào bỏ nó được. Em không thể nào. Em cầu xin anh. Em xin anh đó. Được rồi, nếu như vậy thì... Đừng mà, đừng mà. Tuyết Mai, anh biết là anh vô dụng, anh không bảo vệ được cho em, cũng không bảo vệ được con chúng ta. Em cứ để anh tự kết liễu đời mình đi, sẽ không liên lụy mẹ con em nữa.
mà. Nếu sống trên đời mà không còn anh nữa thì em cũng không muốn tiếp tục sống để làm gì nữa hết. Nếu như anh còn sống, Thẩm Chi Bái mà biết được sự thật nhất định sẽ không tha cho anh. Thà là để anh tự kết liễu đời mình, như vậy em với con mai ra còn có đường sống tiếp. Không, đừng mà. Thiệu Phong, anh yên tâm đi, em sẽ không làm liên lụy anh. Em sẽ bỏ đi thật xa, sẽ sống thật tốt để sinh đứa bé này ra. Thật đó. Bên ngoài đang chiến tranh loạn lạc, làm sao anh yên tâm để em một mình đi đâu chứ? Anh yêu em nhiều lắm. Dù anh có làm gì đi nữa thì sự thật này mãi mãi không thay đổi đâu. Vậy những việc mà anh làm là bao gồm cưới Nhã Quan sao? Nếu như anh không kết hôn, Thẩm Chi Bái chắc chắn sẽ sớm biết mối quan hệ của chúng ta. Nếu như anh lấy đổ Nhã Quan, anh có thể kêu cô ta mang thai giả rồi đưa con của mình cho cô ta nuôi dưỡng. Như vậy sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta nữa. Không, em không thể đồng ý được. Cho dù là ai cũng không công bằng. Nhưng mà công bằng với con chúng ta. Bây giờ em cũng đã là mẹ, chuyện gì cũng phải nghĩ cho con em chứ. Là con của chúng ta. Đúng vậy, tất cả phải vì con của chúng ta. Tuyết Mai, em phải tin anh. Cho dù anh không yêu Đỗ Nhã Quan, nhưng anh sẽ tốt với cô ấy. Hãy tin anh. Được rồi, em đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trời tạo nghiệp có thể tha, tự tạo nghiệp thì không thể sống được. Lê thiếu gia sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ, tướng quân nói quay về thì sẽ về. Trong bụng của cô đang chứa đựng thứ gì thì tôi cũng không biết, nhưng mà đừng trách tôi không nói trước với cô. Nếu như chuyện này mà để cho tướng quân biết được thì cô với Lê Thiệu Phong đừng hòng ai sống nổi. Đi thôi. Phu nhân, tướng quân không gọi một cuộc điện thoại nào mà cùng với Phương Đồng và 300 lính cận vệ đã âm thầm quay trở về nhà rồi. Khi nào thì về? Tôi thấy cô tập trung niệm Phật nên mới không gọi cô sớm. Chắc là bây giờ tướng quân đã về tới cửa rồi. Tướng quân, tướng quân. Sao vậy? Thấy tôi về em sợ à? Không có, em chỉ ngạc nhiên quá thôi. Không ngờ ngài lại đột nhiên trở về. Sức khỏe của ngài đỡ hơn chưa? Ở tiền tuyến phát bệnh hai lần, dưỡng tâm than sắc không kịp thì không xong rồi. À, vậy để em đi sắc thuốc nha. Tôi thấy em không phải ngạc nhiên mà là đang hoảng sợ đó. Không có. Tướng quân, phu nhân khoảng thời gian này ngoài gặp Lê Thiệu Phong ra không tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Tới tối lại ngủ không ngon giấc, đọc kinh cả đêm.
chắc là muốn cầu bình an cho tướng quân. Tướng quân, em xin lỗi, em xin lỗi, em chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mất mẹ. Ngài cũng đã từng mất đi người thân, chắc ngài hiểu được nỗi đau đó. Người chết không thể sống lại. Mẹ của em đã qua đời 4 năm tháng rồi. Anh trai Lê Thiệu Phong không khuyên em sao? Vợ thân anh ấy còn lo chưa xong, đâu có thời gian quan tâm tới em. Hắn lại xảy ra chuyện gì? Anh ấy thích con gái Đỗ gia, nhưng mà họ không đồng ý. Em muốn tôi đứng ra làm mối để cậu ta yên bề gia thất, vì Lê gia duy trì hương quả. Thưa quân, có tin từ Hiệu buông tay sáu nước à? Dạ, bọn họ cùng tiến cử một người. Là ai? Lê Thiệu Phong. Merisita đặc biệt ghi rõ dốc hết toàn lực hậu thuẫn cho Lê Thiệu Phong. Nếu đã như vậy, xem ra tôi phải thật sự gặp tên anh vợ khéo tìm chỗ chống lưng này rồi. Gọi cậu ta tới, nhớ dẫn đi bằng cửa sau, đừng để người khác thấy. Tôi hiểu. Trời ơi, các người biết chọn chỗ tông xe thật đó. Đây là cửa sau phủ tướng quân. Mấy ngày nay đến con ruồng cũng không được vào. Mà tôi dọn sạch sẽ đi. Nhanh lên. Được. Nghe thấy chưa? Được rồi. Nếu rời ra tôi cho mỗi người một viên đạn đó. Được rồi. Mau lên đi. Thu dọn đi. Thu dọn đi. Nè nè, còn đi nữa. Biết rồi. Nè, anh làm cái gì đó? Quét dọn kiểu gì vậy? Hả? Đó là sổ đăng ký ra vào của nhân viên. Nếu làm mất, chắc chắn sẽ bị chém đầu đó, biết không? Tôi không dám. Không được làm lung tung. Tôi nói anh nghe nè, ở nhà tôi chưa từng phải làm gì, đều do vợ tôi làm hết á. Đưa đây. Được rồi, trả cho anh nè. Còn gì gì không? Cút đi, không thấy người tới sao? Dạ, cút. Nè, bỏ tôi dọn đi. Nè, đứng lại. Anh là... Tôi họ Lê. Anh là Lê... Phó Hoàng Phương có dặn, nếu anh đến thì đến thẳng phòng sát của tướng quân. Ai vậy hả? Anh ta, một tên tài xế tay chân vụng về đụng đổ xe rác. Tôi vừa dạy cho một bài học rồi. Nè, anh qua đây. Lê thiếu gia, chúng ta nên mau vào thôi. Tướng quân đang đợi anh, đừng có chậm trễ chuyện quan trọng của tướng quân. Mời. Nè, đừng có lì mày nữa. Được. Nhận lời của người thì phải giúp người. 3 triệu không phải con số nhỏ. Điều kiện cậu đưa ra tôi không thể đồng ý. Tướng quân không nhận tiền của người ngoại quốc, có phải muốn qua thương gánh vác quân hưởng không? Nếu muốn khai phá bến tàu phố Kinh Bang thì phải nộp một khoản đặt cọc. Dù qua thương hay tây thương đều không có ngoại lệ. Đỗ gia ở Thượng Hải ỷ có gia sản bề thế, vừa phản đối công trái tướng quân phát hành, vừa một bên lén lút liên tục đưa tiền tới cho Tôn Văn. Họ lén lút thông đồng với đảng cách mạng, có bằng chứng không? Không có lửa làm sao có khói. Dù bây giờ không có đủ chứng cứ, nhưng vẫn phải cho họ một bài học để họ biết quy phục. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tướng quân, quả thật tôi có chút tư lợi. Tôi muốn ngài tác thành hôn sự của tôi và Đỗ Nhã Quan. Đỗ Nhã Quan này xinh đẹp mỹ miều lắm sao để cậu hao tâm tổn trí vậy? Cô ấy có xinh đẹp không quan trọng,
Điều quan trọng là phải cho Đỗ Thụy Đạt biết được. Tướng quân đã nói là làm. Dù việc mai mối hay nộp tiền đặt cọc, lời của tướng quân đã nói ra quyết không có chút nhập nhằng. Dùng cách ép hôn uy hiếp Đỗ Thụy Đạt, chủ ý kiểu này chỉ có loại người như cậu mới nghĩ ra mà thôi. Đó chính là điều tướng quân muốn mà. Chẳng qua tôi chỉ nghĩ cái mà ngài nghĩ và gấp cái gì mà ngài gấp. Đã tới lúc để cho Đỗ gia đứng ra chi tiền cho trận chiến rồi. Cha. Cha. À. Tối qua Thẩm Chi Bái mới về tới Thượng Hải. Sáng sớm hôm nay đã lệnh cho chúng ta giao toàn bộ tiền công trái và đặt cọc ra, mới cho phép tham gia vòng đấu thầu cuối của bến tàu phố Kinh Bang. À, lão gia, lão gia, Lê Thiệu Phong dẫn theo một đội binh đến nhà chúng ta dạm hỏi, nói là do Thẩm tướng quân mai mối. Cái gì mà Thẩm tướng quân mai mối? Đây mà là dạm hỏi sao? Rõ ràng là muốn uy hiếp. Ta quyết không gả con gái cho hắn, để coi hắn có thể làm được gì. Đây là thư do Thẩm tướng quân viết, hy vọng Đỗ lão gia lĩnh hội ý của vua Thượng Hải, đừng để mọi người khó xử. Đâu dám, đâu dám. Phải là Đỗ Thụy Đạt tôi nói khôn cùng mới đúng đó. Có điều con bé nhã quan đã sống lưu lạc từ nhỏ, không được giáo dục tử tế, chẳng hiểu về lễ nghĩa. Những điều này của nó chắc cậu cũng biết rõ mà. Lê thiếu gia, cậu là một kỳ tài âm nhạc, tôi nghĩ con bé thật sự không xứng với cậu đâu. Thẩm tướng quân đã quyết định mai mối, thành được thì thành, không thành cũng phải thành. Thiệu Phong, nói chuyện khách sáo với cha chồng chị, dù sao cũng là thông gia, không được quá đáng đâu. Hôm nay nếu chị dám phá việc lớn của em thì chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Em, sao em lại? Im đi. Đại tiểu phu nhân. Đỗ lão gia, tôi đợi ông trả lời. Trừ phi ông chấp nhận hôn sự, nếu không bắt đầu từ hôm nay Đỗ gia không ai được ra ngoài. Ngắt hết điện thoại cho tôi. Rõ. Rõ. Nhã quan, mở cửa là chị nè. Em nghe nói Thiệu Phong đến dạm hỏi rồi. Anh ta đến dạm hỏi rồi, nhưng mà cũng dắt một đội binh uy hiếp Đỗ gia nữa. Còn nói nếu như chúng ta không đồng ý hôn sự thì không ai trong Đỗ gia được ra ngoài hết. Tại sao lại như vậy? Anh ta tiếp cận em có mục đích khác. Anh ta muốn lợi dụng hôn sự này để khống chế toàn bộ Đỗ gia mà. Cả cha và Duẩn Đường đã chuẩn bị sẵn sàng lấy mạng ra liều rồi. Không thể nào, Thiệu Phong sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Nhã quan à, chị tin là dù em có yêu Lê Thiệu Phong bao nhiêu cũng biết phân rõ thiện ác đúng sai, có đúng không? Nhã quan, yêu một người không có đúng hay sai, cưới hay không cưới cho bản thân em quyết định mà. Nhưng mà em hãy vì cha và tính mạng của anh ba thận trọng mà suy xét. Chị muốn em phải làm sao? Vào trong, trong, vào trong, nhảy lên. Sao anh lại ngăn cản Nhã quan lấy tôi? Do tôi không có quyền hay là không có thế? Hay tôi không xứng với dòng dõi hội trưởng hội hoa thương như anh? Vì nhân phẩm của cậu quá tệ,
dựa vào đâu mà đòi em gái quý giá của tôi gả cho cậu? Nếu hôm nay tôi nổ súng ở đây thì do Đỗ Duẩn Đường anh không chừa đường lui cho mình. Cậu đã căm ghét Đỗ gia như vậy, tại sao cậu muốn kết thông gia chứ hả? Lý Thiệu Phong, cậu đến cầu hôn là giả, lợi dụng hôn sự không chế Đỗ gia mới là thật, phải không? Bây giờ tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, em gái anh phải lấy tôi thôi. Tôi không đồng ý. Cậu chỉ là thương nhân hạ cấp, chỉ cần giá cả hợp lý, cái gì cậu cũng có thể bán. Vì Ninh Bờ Tẩm Chi Bái, đến em gái ruột mà cậu cũng bán đi. Lỡ sau này cậu bán cả đứa em gái yêu quý của tôi thì tính sao đây chứ? Đỗ Duẩn Đường, tôi nhịn đủ rồi. Sao vậy? Nhịn hết nổi rồi à? Có gan thì để bằng đỉnh thật ra, cạnh tranh công bằng đi. Nhớ kỹ, đừng hòng vượt kích thương đi được tắt đó. Tưởng tôi không dám bắn sao? Lê công tử, lần đầu tôi thấy có người mang súng cầu thân luôn đó. Không sợ bị cười Lê gia không hiểu phép tắc hay sao? Đường đường là anh vợ của tướng quân thì cũng nên giữ thể diện cho tướng quân chứ. Hội trưởng Đỗ, trước giờ tôi chưa từng nghe thấy một đại gia tộc bàn chuyện hôn sự còn phải nghe một đứa con dâu mở miệng nói nhảm. Ai cũng nói Đỗ gia quy tắc nghiêm ngặt, coi ra cũng chỉ có như vậy thôi. Lê Thiệu Phong, không được động tay động chân với vợ của tôi đó. Lê thiếu gia, cậu có điều không biết. Dục Quyển ngoài chuyện là con dâu nhà chúng tôi, mà con bé còn là giám đốc ở trong tập đoàn Đỗ Thị. Từ sau khi Dục Quyển gả vào nhà chúng tôi, nó không những giúp tôi thay đổi hết những lề lối cổ hủ mà tôi ghét cay ghét đắng, còn dạy cho họ biết độ lượng, cảm thông, bao dung. Hơn nữa còn không tính toán yêu thương nhau quan. Mọi người trong nhà đều biết rõ, nó đều là thành tâm thành ý muốn tốt cho cái nhà này. Vì vậy Dục Quyển tuyệt đối có thể thay mặt nhà quan, thay mặt Đỗ gia chúng tôi để đứng ra nói chuyện. Thường ngày Dục Quyển là người giúp đỡ nhà quan nhiều nhất, nên với việc hôm nay, ý kiến của Dục Quyển vô cùng quan trọng. Dục Quyển à, còn nói đi. Lê công tử làm ra chuyện lớn như vậy là vì người hay là vì tiền? Trong lòng tự hiểu. Đừng ép tôi nói ra là mất mặt Lê công tử. Cô thích nói gì thì nói. Khi nào Đỗ gia mới giao Nhã Quan ra? Nhã Quan không phải là món hàng. Cô ấy là đại tiểu thư tôn quý của Đỗ gia chúng tôi. Cho dù gặp phải nguy nan gì, mỗi một người trên dưới Đỗ gia chúng tôi đều sẽ không vì sợ sệt bảo toàn tính mạng của bản thân mình mà bỏ rơi Nhã Quan đâu. Bởi vì chúng tôi là người một nhà, là cốt nhục tình thân. Nói hay lắm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, gia đình Đỗ Thủy Đạt này quyết không bán con gái. Đỗ gia không sợ súng đạn của anh, nhưng vì sự tôn trọng, quyền tự làm chủ tình cảm của Nhã Quan, chỉ cần cô ấy chịu lấy anh thì Đỗ gia lập tức không làm khó. Nhã Quan, em bằng lòng lấy anh chứ? Các người cũng thấy rồi đó, là Nhã Quan tự đồng ý gả cho tôi. Nếu như bản thân Nhã Quan đã đồng ý rồi, vậy thì Đỗ gia chúng tôi cũng không thể không thuận tình người.
Đúng vậy đó. Nhưng mà Nhã Quan là con gái của Đỗ gia, phải đầy đủ sính lễ, để cả bến Thượng Hải đều thấy cô ấy đường đường chính chính xuất giá mới được. Nhã Quan, em nói cho họ biết, bây giờ em muốn đi cùng anh ngay đi. Nhã Quan, cha mẹ đã khổ sở chờ đợi con mười mấy năm rồi, con vừa mới trở về nhà, cha không thể để con không danh không phận bước ra khỏi Đỗ gia được. Nhã Quan à, cả đời này của mẹ chỉ hy vọng con được ngồi trên kiệu hoa xuất giá. Nhã Quan à, em còn nhớ điều chị nói với em chứ? Tình yêu phải bình đẳng đôi bên, chỉ khi có được sự tôn trọng thì mới có tình yêu lâu bền. Tiểu Phong, anh thật lòng yêu em chứ? Đương nhiên rồi. Vậy anh xin lỗi người nhà em trước, rồi xin phép họ cưới em đi. Em xin anh đó. Em làm sao vậy? Có phải bị đồng dục quyển tẩy não rồi không? Em đợi anh đến nhà cầu hôn đã hơn 3 tháng rồi, đợi đến tim em tan nát. Nhưng mà anh có biết không, em đợi cha mẹ ruột của em tìm em không chỉ là 3 tháng mà 17 năm ròng rã. Hôm nay cuối cùng em đã biết người nhà của em không tiếc tính mạng để bảo vệ em. Nếu như anh thật lòng yêu em thì kêu lính rút khỏi đây đi có được không? Đàng hoàng xin lỗi cha mẹ, anh trai và chị dâu của em, rồi sau đó cầu hôn em. Em xin anh đó, có được không? Được rồi, anh sẽ xin lỗi cha em. Lui ra. Đỗ lão gia, xin ông hãy gả Nhã Quan cho tôi. Lời xin lỗi này xem như có thành ý, nhưng mà Đỗ gia cần nhiều thành ý hơn nữa. Thứ mà các người cần tôi nhất định lo đầy đủ. Ngày mai tôi sẽ đến rước Nhã Quan đi. Lão gia, tôi thấy cậu ta cũng có thành ý, cứ làm như vậy đi. Dục Quyển, hãy làm như vậy đi. Nhã Quan, em hãy ngoan ngoãn đợi anh. Cô biết chưa? Tốt nhất là đừng có giở trò. Thẩm tướng quân đã nói là sẽ làm, không thể đắc tội được đâu. Lão già, lão già, ông sao vậy? Cha, cha khoan hãy tức giận đã. Sở dĩ con đồng ý với Lê Thiệu Phong là có nguyên nhân hết. Cha không tức giận với con. Ngoài Duẩn Đường, Dục Quyển, những người khác hãy lùi xuống đi. Đi đi đi, nhanh lên. Lùi xuống hết đi. Đi thôi con, đi. Hai con hãy theo ta. Sao vậy? Chắc lại bị cha anh tức giận đá ra ngoài hay sao? Đại thiếu gia do vợ nhỏ sinh như anh đây, rõ ràng là lớn hơn Duẩn Đường, rõ ràng chăm chỉ hơn Duẩn Đường, suốt ngày phải cẩn thận dè dặt hầu hạ lão gia phu nhân, bám đuôi người khác mà sống. Kết quả thì sao? Anh nhìn đi, Đỗ gia dù việc lớn nào cũng không có phần anh. Đến bàn bạc hôn sự của em gái ruột anh, anh cũng bị đuổi ra khỏi phòng khách nữa. Tôi nói cô biết, đừng xem thường tôi. Tôi quyết đoán hơn Duẩn Đường nhiều, dù nó miệng lưỡi hơn tôi, nhưng năng lực của tôi không ai đánh giá được. Nó đến làm chuyện lớn thì không ai trong Đỗ gia bằng tôi đâu. Vậy sao?
Vậy tôi phải xem thử rốt cuộc anh có thể làm nên chuyện lớn gì. Cái gì tôi cũng dám làm, chỉ xem cô muốn tôi làm gì thôi. Duẩn Huy à, trong tay anh có được bao nhiêu cổ phần vậy? 25%. Vậy Nhã Quang có bao nhiêu cổ phần? 15%. Lê Thiệu Phong quả nhiên tính toán không sai. Cô hỏi chuyện này làm gì? Nếu như em gái của anh gả cho Lê Thiệu Phong, Lê Thiệu Phong sẽ lấy được số cổ phần của Nhã Quang vào hội đồng quản trị. Duẩn Huy, tốt hơn anh nên thỏa thuận hợp tác với anh ta, đem quyền khai phá bến tàu phố Kinh Bang giao lại cho Morishita. Cổ phần của những cổ đông nhỏ khác chúng ta tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Không được, tôi không thể hợp tác với người Nhật được. Cha nhất định không tha đâu. Cha anh sao? Ông ta và đảng cách mạng miền Nam cấu kết với nhau, không chỉ sắp không giữ được mạng mà còn liên lụy tới cả nhà nữa. Nếu như Đỗ gia không giao bến tàu phố Kinh Bang cho người Nhật, thần tiên cũng không cứu nổi các người. Sao cô biết chuyện này? Đại thiếu gia, anh đừng hỏi làm sao tôi biết được chuyện này. Anh đó chỉ cần nhớ rõ, sau khi em gái của anh đã xuất giá, phải tích cực hợp tác với Lê thiếu gia. Rồi sau đó thân thể hồng vũ tôi sẽ từ từ cho anh hết. Được lắm, những lời cô nói tôi đều nghe theo hết. Con người của tôi vốn luôn quyết đoán mà, cái gì cũng dám làm hết. Nước cờ mẫn chết thai đào này quá nguy hiểm, ta cảm thấy rất lo. Cha, bây giờ chỉ có mình em ấy mới xoay chuyển được tình thế, chuyện ép Thẩm Chi Bái quỷ bỏ hôn sự chỉ còn cách này mới có thể làm thôi. Tìm Mai Liễu Nhan. Sao anh biết thân phận của tôi? Người đầu tiên hiếu kỳ với thân phận của cô là Đồng Dục Nguyễn. Có bản lĩnh, hai người hãy gọi Thẩm Chi Bái trực tiếp tới lấy đi. Hai năm trước, cô không những không nộp tiền thuê nhà, còn kêu Thẩm Chi Bái đích thân đến lấy. Khẩu khí đó thật không giống như một người thợ nhỏ bé có thể nói. Bắt đầu từ lúc đó, Dục Nguyễn đâm thầm quan sát cô. Cuối cùng từ nhiều nguồn manh mối khác nhau để biết được thân phận thật sự của cô. Lang nhân tự quả. Không lâu trước đây, mật thám người Nhật đã phát hiện cô, nhờ Dục Nguyễn tương trợ, âm thầm giúp cô giải quyết phiền phức. Quá ra những khách không mời đó là tay sai của người Nhật. Cô ấy cứu giúp tôi. Liễu Nhan tôi vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn. Bây giờ cô ấy gặp chút chuyện khó khăn, mong cô giúp. Rốt cuộc Dục Nguyễn gặp phải chuyện gì? Cô ấy đem mạng cả nhà đặt cược hết vào cô, khẩn cầu Lữ sư phụ nể tình ngày trước mà cứu mạng. Từ trước tới giờ tôi luôn kính phục Đồng Dục Nguyễn khoan dung độ lượng. Giờ ân nhân cứu mạng đã mở lời thì chuyện này tôi nhất định sẽ giúp. Cảm ơn Lữ sư phụ ra tay giúp đỡ. Tôi chẳng qua chỉ tìm một cái cớ để gặp người, sớm muộn gì cũng phải gặp. Nè, đừng ngủ nữa, làm việc đàng hoàng đi. Ê,
Nghe thấy không? Có tiếng gì á? Đi xem thử coi. Đi đi. 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 Đi, đi mau. Liễu sư phụ tới rồi. Cổ phiếu, anh vất vả rồi. Liễu sư phụ, lần này nhờ hết vào cô nha. Yên tâm đi Dục Nguyễn. Đây là cha chồng của tôi. Xin chào Đỗ lão gia. Chào cô, chào cô. Chào Đỗ tiên sinh. Chào cô. Cha. Đây là người mà con đã nói với cha. Ngày mai sẽ thay Nhã Quan đi gặp mặt Thẩm Chi Bái, Liễu Nhan sư phụ. Đây là nhân vật quan trọng, có thể xoay chuyển tình thế sao? Đúng. Vì trước đây tôi và Thẩm Chi Bái có chút liên quan. Mọi người yên tâm, ông ta sẽ không giết tôi. Liễu sư phụ, vô cùng cảm ơn. Cô giúp con gái tôi thoát khỏi lần ép hôn này. Ơn đức sâu nặng này tôi mãi không quên. Mời cô về phòng nghỉ ngơi trước. Mà bên này. Hai người thật sự đánh giá Thẩm Chi Bái quá thấp rồi. Kế mận chết tay đào này thật sự không có gì nguy hiểm sao? Lỡ như ngày ấy phát hiện Nhã Quan biến mất, muốn giết người thì tính sao đây? Nhưng mà em không thể đứng nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất Đỗ gia bị đám quân binh đó cầm súng uy hiếp được. Chỉ cần có chút hy vọng sống sót cũng phải giành lấy. Ý của em muốn nói là em bất chấp tất cả để cứu chồng của em à? Đương nhiên. Cha cũng nghe thấy rồi đó. Dục Quyện cứu cha chỉ vì yêu chim yêu cả lòng thôi. Cha phải nhớ ân tình này là cha nợ con đó ha. Nè, sao mà lại nói với cha như vậy? Con là con cứu cha trước, sau đó mới tới cứu Nhã Quan. Còn anh là người cuối. Dối lòng. Về chuyện lần này chỉ có một điểm tốt là làm cho vợ chồng các con hòa hợp như trước. Đừng có tưởng trước đây hai đứa chiến tranh lạnh mà ta không biết. Mẹ con cũng biết đó. Dẫn đường à, sau này đừng phạm lỗi. Nếu con còn phạm sai lầm, dù Dục Quyển có bỏ qua, cha cũng không bỏ qua đâu. Nhã Quan nè, con búp bê này quan trọng với em lắm hả? Nó là do mẹ nuôi dưới quê đã tự tay làm cho em. Nó ở bên cạnh em nhiều năm. Nó là người duy nhất luôn lắng nghe tâm sự của em. Nhã Quan, sau này chị là người lắng nghe tâm sự của em, có được không? Chị ba, lúc trước em ra sức chống đối mọi người, có phải là chị giận em lắm không? Không có đâu. Chị chỉ cảm thấy có lỗi thay mẹ, càng muốn thay mẹ xin lỗi em. Là do chung tương lớn này hại em, em cũng đâu có quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của mình được. Chị có thể chọn cách sống bốc đồng để mọi người chú ý tới. Em khao khát gia đình mà, lại càng khao khát một mái nhà. Đây không phải là lỗi của em. Mỗi lần chị thấy em đi đâu cũng mang theo búp bê thì liền nghĩ đến Duẩn Đường, càng cảm thấy thương em hơn nữa. Anh ba cũng có luôn hả? Đó là người bạn tri kỷ của Duẩn Đường lúc nhỏ. Gia đình này quá thiếu thốn tình thương, lạnh lùng tới mức khiến cho người ta toàn thân run rẩy. Vậy thì tại sao chị vẫn không rời khỏi đây? Bởi vì chị tin tưởng Đỗ gia không phải là đống cát rời. Nhất định sẽ có một ngày mọi người cùng đứng dậy vì Đỗ gia, cùng tiến cùng lùi. Trời ơi, đến lúc đó đừng quên Đỗ Nhã Quan em. Em sẽ mãi mãi đứng về phía Đỗ gia. Nhã Quan, chị lo Lê Thiệu Phong sẽ khiến em thay đổi đó. Cuộc đời của em phải do em tự làm chủ. Mọi người đều hy vọng thấy em trưởng thành,
mong em tìm được một người thật lòng thương em, yêu em, thấu hiểu và chia sẻ cùng với em. Nhưng mà chị lo là em không hiểu được Lê Thiệu Phong. Anh ta không phải người em cần tìm. Anh ta sẽ khiến cho em đau khổ cả đời này. Anh ấy từng nói cả đời này đối xử tốt với em. Vậy anh ta có quan tâm suy nghĩ của em hay không? Không có. Nhưng mà em yêu anh ấy, thật lòng yêu anh ấy. Nhã Quang, tình yêu là cần hai người cùng xây đắp mới được. Chỉ có một mình em cho đi, làm sao mà có thể bền chặt cả đời này? Huống hồ lần này anh ta có mục đích khác. Chị lo tiếp theo anh ta vẫn sẽ uy hiếp Đỗ gia. Hôn nhân không phải việc của hai người, mà là việc của hai gia đình. Cái giá mà em phải trả không phải chỉ là tự tôn của chính em đâu, mà còn là hạnh phúc của những người yêu thương em nữa. Chị à, em sợ lắm. Nhã Quang, trước kia vì sự bốc đồng của chị, kết quả đã làm hại Ngạch Nương. Vì bảo vệ danh dự cho chị, bà phải tự sát. Máu của Ngạch Nương chị cuối cùng đã rơi ở trên ngực của chị. Đó là nỗi đau mà chị suốt đời này cũng không thể quên được. Chị không muốn để cho em đi theo vết xe đổ này được. Chị à, em cứ nghĩ là chị kiên cường nhất, việc gì cũng không thể quật ngã được. Nhưng mà không ngờ trong lòng của chị lại đau khổ như vậy. Nhã Quang à, chị có một ý này. Chị hy vọng là em có thể tránh khỏi Thượng Hải một năm có được không? Một năm? Vậy Thiệu Phong yêu cô gái khác thì em biết tính sao? Nếu như hai người thật lòng yêu nhau thì sẽ chịu được thử thách này mà. Nhã Quang, anh ba của em sắp xếp cho em đi Hồng Kông học, học âm nhạc, học kinh tế, để em và Lê Thiệu Phong yêu thương bình đẳng hơn. Em cũng sẽ không tự ti xuất thân của mình nữa, cũng thấu hiểu anh ta nghĩ gì. Có được không? Chị à, cảm ơn mọi người tốt với em. Bây giờ em cảm thấy chị giống như là chị ruột của em vậy. Em cảm ơn chị. Bỏ phong tỏa cổng Đỗ gia. Đó. Đó. Hôm nay là ngày đại hỷ. Sao mặt ai cũng u ám vậy? Lê thiếu gia, cậu tinh thần phấn chấn lại còn vô cùng đúng giờ. Coi ra cậu không thể đợi thêm một giây phút nào rồi. Tôi chỉ sợ lại có kẻ giở trò thôi. Lê công tử đang nghi quá rồi đó. Không phải là cô dâu đã ra rồi hay sao? Cô dâu này sợ là đã bị kẻ khác đánh tráo rồi. Đúng là mắc cười. Tôi sẽ không lấy tính mạng của mọi người trên dưới Đỗ gia ra đùa đâu. Lê thiếu gia, cậu quá nóng vội rồi.
trai gái lấy nhau là chuyện trọng đại cả một đời người. Cậu không cần may mắn, tôi cũng cần thể diện đó. Được thôi, các người đã làm khó đủ điều. Vậy Lê Thiệu Phong lấy vợ cũng cần thêm phép tắc, buộc phải do Đồng Dục Quyển đưa dâu. Nếu có người dám giở trò thì người đưa dâu này nhất định sẽ phải trả giá. Dục Quyển không thể đi. Sao lại không thể đi chứ? Cô ấy đã mang thai, đi lại rất bất tiện. Cậu không thấy hay sao? Tôi cũng muốn sớm sinh con đẻ cái. Nếu chị dâu đi cùng sẽ may mắn thêm cho phòng tân hôn. Sao hả chị dâu? Chị có nể mặt không? Lê công tử khách sáo quá rồi. Tôi sẽ làm theo ý của anh. Nè, Dục Quyển. Dũng Đường, anh để cho em đi đi. Hoàn thành chút tâm ý cuối em dành cho Nhã Quan. Anh yên tâm. Tới rồi kìa. Các chị, hôm nay thẩm mổ được vinh hạnh làm chủ hôn cho hai danh gia của Thượng Hải. Tôi chúc hai nhà Lê Đỗ sẽ kết thông gia êm đẹp. Tôi tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Đợi một chút. Thẩm tướng quân, bây giờ tôi muốn hỏi ngài. Nếu như Đỗ Nhã Quan không đồng ý chuyện ép nhận sính lễ, đe dọa cha mẹ ép cưới, ngài giải quyết sao đi? Với sự cai quản của thẩm chi bái, e là không ai dám ép người thành thân đâu. Vậy nếu như có chuyện này thật thì sao? Tôi sẽ thay mặt tân nương làm chủ. Vậy được rồi. Lê Thiệu Phong, Đỗ Nhã Quan có nói nếu như anh thật sự yêu cô ấy thì xin hãy thể hiện sự tôn trọng và thành ý đó với Đỗ gia trước đi. Vậy thiếu phu nhân, cô dâu cũng đã đến Lê gia, sao cô lại nói cô ấy không chịu kết hôn? Bởi vì cô dâu không phải Đỗ Nhã Quan. Đỗ Nhã Quan thực sự đã rời khỏi Thượng Hải rồi. Cô đúng là quá to gan rồi. Không có lệnh của thẩm chi bái mà dám đổi người sao? Cô quá to gan. Cứ từ từ nói, có gì từ từ nói mà. Đồng Dục Quyển, cô thực sự không sợ tôi à? Thẩm chi bái, nhớ năm đó trong mưa bom bão đạn, tới vợ mình cũng không bảo vệ nổi, vậy mà hôm nay lại cầm súng chĩa vào cô gái tay không tấc sắt. Vua Thượng Hải gì chứ? Lan Nhân, sao lại là em? Đúng, anh rể. Tôi làm bẻ mặt anh rồi. Phương Đồng, nói mọi người ra ngoài hết đi. Đi ra hết. Mời. Nhanh nào, chúng ta đi. Mời ra. Đi. Mời ra ngoài. Lan Nhân, anh tìm em bao nhiêu năm trời rồi, sao lại trốn tránh anh chứ? Tìm tôi? Tôi ở dưới tầm mắt của anh, bị ép mua công trái, nộp thuế cao. Nếu không có Dục Quyển thì tôi tiêu từ lâu rồi. Em phải tìm anh chứ. Chị gái em không còn thì anh sẽ chăm sóc em thay cô ấy. Tôi không cần ai chăm lo hết. Tôi chỉ muốn chị gái còn sống thôi. Đúng rồi, lúc đầu anh kêu chị tôi bỏ nhà đi theo anh, kết cục thì sao? Anh lạnh nhạt phụ lòng chị ấy, khiến chị ấy ngày ngày sống trong nước mắt. Lan Nhân, em còn nhỏ không hiểu tình cảm của anh và chị của em. Dù bên ngoài anh có bao nhiêu người thì lòng anh chỉ có chị gái của em thôi. Từ trước giờ anh không để tâm người phụ nữ khác. Anh đừng đem tính Lan Nhân ra chống chế. Anh nói anh không để tâm những người phụ nữ đó, nhưng mà bọn họ giống như từng chiếc kim đâm vào tim chị gái của tôi vậy đó. Anh và chị em là vợ chồng hoạn nạn có nhau. Cô ấy yêu anh, bằng lòng chết vì anh, và cũng bao dung cho anh nữa. Anh có muốn nghe những gì mà chị tôi đã nói hay không? Em nói đi.
chị ấy nói lần đầu là tha thứ, lần hai là khoan dung, lần thứ ba là niệm tình, lần thứ tư là từ bi. Nhưng mà trên đời không có lý do thứ năm để Tạ Vũ Lan lại ở bên cạnh Thẩm Chi Bái phản bội. Là cô ấy nói vậy sao? Hoàn toàn là thật. Chị tôi không phải bị những cô vợ lẽ ép phải đi, mà lòng chị ấy đã lạnh, tự mình chủ động ra đi. Chị ấy nói, một khi ra khỏi cổng lớn Thẩm gia thì hai người chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù gương mặt của chị tiều tụy, nhưng mà đó là lần đầu chị ấy thanh thản tới như vậy. Lan Nhân, những điều em nói là sự thật à? Sau khi chúng tôi rời khỏi Thẩm gia, liền gặp cạm bẫy của kẻ thù. Chị ấy vì bảo vệ tôi, trước lúc lâm chung chị nói một câu cuối cùng là: chị có thể không yêu Chi Bái, nhưng chị thà chết cũng không phản bội anh ấy. Có lẽ trong lòng chị ấy vẫn còn yêu anh lắm. Anh tổn thương cô ấy, mà cô ấy vẫn lương thiện bao dung cho anh. Anh rể, anh coi như là dì chị tôi, đừng ép người khác gả con nữa có được không? Tha cho Đỗ gia, coi như là dì chị của tôi đi, có được không? Được, anh hứa với em, coi như là tấm lòng cuối cùng anh dành cho Vũ Lan. Cảm ơn. Đi thôi.